Chiều qua trong buổi tập thì ban huấn luyện như đội bóng nhận được tin là ông nội của Quang Hải qua đời. Thì ngay lập tức thì ban lãnh đạo như ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ ấn đội đã gửi lời chia buồn đến Quang Hải cũng như là gia đình. Sau đó thì ban huấn luyện có buổi làm việc với Quang Hải ngắn thôi. Đầu tiên là chia sẻ mất mát, thứ hai là dành cho Quang Hải một cái sự tôn trọng để cho Quang Hải đưa ra sự quyết định là sẽ tham gia trận đấu ngày mai hay không. Ban luyện tạo điều kiện tốt nhất cho Quang Hải để có thể là thực hiện cái việc là bảo hiểm với ông. Thì Quang Hải thực sự là đội bóng rất là cảm kích. Quang Hải mặc dù đứng trước một mất mát rất là lớn, nhưng Quang Hải đã bày tỏ nguyện vọng với ban luyện, với lãnh đạo rằng là cho phép Quang Hải được thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Một phần vì Quang Hải là một chuyên nghiệp, thứ hai là Quang Hải muốn dành một món quà cũng như là một lời chào tạm biệt đến tính biệt đến ông nội của mình. Thì hôm nay anh thấy rằng Quang Hải đều rất nỗ lực, mặc dù không ghi được bàn thắng để dành tặng ông, nhưng cũng đã ba đường truyền. Đấy là trong buổi họp như sau trận đấu thì ban luyện đã lấy ra Quang Hải ra là một tấm gương. Tất cả mọi cầu thủ khác nhìn thấy rằng là đứng trước những mất mát to lớn cũng như là những khó khăn, thì tất cả cầu thủ như ban luyện đều chung sức vào vượt qua và cầu nguyện làm sao được Hà Nội đạt được tốt nhất trong giải hôm nay. Thật sự là rất là một lần nữa là chia sẻ mất mát của Quang Hải và rất là tôn trọng cái gì Quang Hải đã làm.